Thế mà ông Rika không pick thêm cái ván này, ông pick ghép con Poppy có phải ngon không? Da vàng, a chốc, tam kê. Ván này không pick Poppy được. Một đều rồi. Như vậy là một đều. Đồ. À. Mà một đều mà đã 2-0 đâu. Ok, các bạn ở Kim Cương 2 đợi tôi nha, để tầm 2-3 tháng tôi lên nha. Ok. Nhiều thế. Huyết kiếm Sojin. The dark should fear me. Mà mẹ thằng kia cũng được búp máu rồi, con Nidalee này ạ. Khéo thật. Kiếm cong à? Mọi người có vẻ thích kiếm cong ấy nhờ. Kiếm cong. Kiếm cong à? Về con Garen 2. Ban đầu mà lên được con Garen 2 sớm rồi. Vững tâm vãi đái. Tanh tốt. Nhiều đam. Cái quân què như thế này.
lướt 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 giết con nữa chết. Như vậy con này có búp này, bắn đéo bao giờ mới chết nó. Con Darius 2 nữa. Hòa rồi, cờ hòa rồi. Cả hai con đều có hút máu. Mình ấy không có đam, chỉ có mỗi tốc độ đánh. Đánh đánh ngày mai không phân định được thắng thua. Mà cờ hòa nó tính được cả hai cùng thua luôn. Thế mới khăm chó. Ôi đậu mẹ. Đi còn mà. Rõ ràng mình ấn vào cái giáp lưới này, mình ấn đéo ra được cái giáp lụa à, cái áo choàng bạc này. Đang định về lấy cái giải giới bắn cho nó phê. Toàn toàn sâu. Trẻ ê. Unit nó ra như kiểu cú lửa à, cái này thì tôi cũng không biết là phải nói thế nào, chắc đánh nhiều thì nó sẽ có kinh nghiệm. Không hiểu là phải làm thế nào cả. Ôi. Mẹ con đang cô lập chết luôn. Ra thế đéo nó nữa. Cái nữa. Ô ngon. Cố gắng up mấy con hai còn có cái mà đẹp này. Cờ yếu quá. Chả ba một cái thể thông công rãnh mẹ gì cả. Cho mình cái giáp thì đẹp, lắp cái giải giới mình dùng luôn. Có khi nào có hộp nữa không nhỉ? Đèo cò, đừng tiền nha. Đậu phộng. They will know regret.
chỉ còn lại những kỷ niệm. Quỷ và ma. Thấy không, ăn chốc lên hai có phải đẹp biết bao nhiêu không? Úi, thấy chưa? Con tí tập phê này hay cực luôn đấy, tôi hơi bị thích con này luôn đấy. Ôi, tôi thèm một con át chóc quá. Ôi, đéo lên mana kịp kìa. Chưa giờ mà rất tăng nhiều ấy nhở. Wow, level 6 mà chốc 3. Tuyệt vời đấy. Swiftly now. Ai giả bây giờ mà mình mà bớ được con đấy thì ngon nhỉ. Mẹ cho nó khỏe thế nhở, mình toàn cộng một, mình roll nhiều lắm rồi đấy. Lấy bốn mẹ demon này đánh xem là có khác bọt không nào. Căn bản là để mấy con này một yếu vào nó cũng không nhiều cái tác dụng lắm. Phải con cho ga thế này, đừng cho nó tung chiêu. Ôi thì nghe nó vẫn tung một chiêu kìa. Hảo vãi cứt. Nó này đen quá. Cứ phải roll roll để lấy mấy con cộng 2 này còn đẹp này.
sớm. Feel the power of true ice. They will know regret. Ui đồ. Bao phê luôn. Đồ xịn sò. Quá khỏe. Tôi đang rank đồng 3 bạn ơi. Ấy 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 ấy. Ôi chán đời thực sự. Ơ bây giờ tôi mà lắp hai cái phong kiếm vào một con thì nó có lốc hai con lên không nhỉ? Tôi chưa từng test thử đâu nhá, chưa từng test thử luôn. Có lốc hai con à? Ok ok. Tôi cũng nhớ là ngày xưa tôi nhìn thấy một thằng đánh như thế là cũng có lốc lên. Không dám chắc lắm nhưng mà cũng không dám. Hơi khó chịu. Rồi, cắt phép muộn rồi. Cắt phép bây giờ thì muộn rồi. Ok ok, để tôi lắp. Không thế chứ lị. Một cana. I know what lurks in the shadows. Thì cho hết đồ con này sang cho con này. Tất nhiên phải up này lên 2 đã. Chưa phải bây giờ. Ôi bài xanh đi. Bài xanh đi. Trời ơi. Ui. Kéo thế nhờ. Bơi mana nó. Chết mẹ là mày này. Bộ bài tạm tạm. Đép tạm tạm rồi. Tôi đang chơi phun quỷ mà, Sắp Garen 3 đến đít rồi. Sao từ nãy giờ mình không bắt được con Vayne nào nhở? Này làm sao mà đánh 4 cung thủ được? Chó ba thì hơi căng. Bắn mãi đang chết con chó ba. Vãi cả tởm. Tôi lấy cái gì, tôi đang ngáo ngơ rồi. Tôi lấy cái gì nhỉ? Kindred. Về up con Kindred 2 lấy. À, chạy lên cướp nó không cướp được. Phun quỷ sao không lấy mò. Wow, tiếc quá tôi lại không lấy con mò. Lỗi An nhá. Đen thật thế không lấy mò này. Ôi, tiếc quá. Thịt cơn mà nhìn cục không. Ôi, tôi đi chết đấy các bạn ơi. Đồ đạc trông chán đời nhở. Ừ.
bắt được ca thơ thì đẹp quá. Thì mình gặp phải Chitana cắt phép thì khó chịu lắm. Ơ cái đéo nó bắn cứ toàn vào con Garen nó xoay kìa. Ôi ôi, giáp máu bây giờ khỏe thế. Con mẹ, tên này đủ một, ui đủ 6 nóc bồ rồi. Ăn linh cà rầu rầu, ăn linh cà rầu rầu. Bây giờ cái giáp máu Warmog của Imba nhở. Nhiều khi nhá, cái bộ ma nó đốt vào con cầm giáp máu Warmog, xong cái con cầm giáp máu Warmog nó bị lốc lên. Thì mẹ nó lại hồi máu ở trên lốc. Thế nên là cái đồ này, cái đồ này nó rất là kiểu khắc nghiệt với cả bộ ma nhá. Đi đổ quá. Kiếm mà 46 show them what it is to fall. Giờ mà đi kiếm được một cái Sojin nữa cho con này là ngon lắm đấy. Sojin. Kiếm cong OP này, giáp máu vua móc OP này. Hình như giáp gai bây giờ rất là ok này. Should fear me.
giết con Twitter Fest rồi đi. Lên mana. Bất tử. Chúng ta đi chui ra ngoài. Ôi trời ơi, nẫu ruột thế. Kiếm được con ca thớt thì đẹp. Thay được cái con kia đi mà vẫn có đủ phù thủy để chơi. Kiếm được con ca thớt 2 bây giờ đúng là mắc binh. Nhọn nhem thật, cầm con rồng 1 thì thấy nó chơi vơi kiểu gì. Ca thớt này. Sở quên này. Ca thớt. Ba con ma lận. Đi kéo ai đây? Lợn đất này kéo ai đây? Nhiều đồ phết nhỉ? Trời ơi. Ui, assassin này. Sao bây giờ mình nhìn thấy con nào mình thấy hãi hùng thế nhở? Mày nó lốc khéo quá, lốc đúng con đam chính của mình sao chơi. Búp, búp, búp. Ok. Cá thớt 2 thì đẹp quá. Đây, cố dưới này xem đến cái này nó cho cái đồ gì. Lắp mẹ cái huyết kiến với con Twitter Fate. Căn bản là Twitter Fate 3. Tiếc. Tôi rất thích con Twitter Fate. Kiểu bị yêu ấy. Kiểu bị ưng ấy. À, trời ơi, đây không phải là cái mà tôi mong muốn. Thiên thần thân thiền. Thằng này đánh bộ rồng nó counter được mình rồi. Risky. Gặp con này là toang chắc. Mình chỉ nhắc có cái đam đánh tay. Tay của hai con này thì cũng đủ. Hay quá. Hay lắm rồng. No way, không phải này.
phải mày đâu. Ta đã mơ đến một con khác cơ, không phải mày đâu. Trời ơi. Hóa hình sư. Gặp này hơi toang rồi nha. Này là có cái dàn đam sau tốt quá. Con này đam tốt quá. Sao mà quay chết được con này bây giờ. May quá, nó bắn không xuể. Con nên bung con này vào không nhở? Con này vào yếu bo mẹ là đéo mua. Cầm cho nó gọi là lừa thôi. Đéo có Carter 2 thì ăn cứt rồi. Thằng này khỏe thế. Đi phải nhìn thấy con chít. Ui thôi xong. Toang rồi, toang rồi. Thì mình gặp phải team rồng thì tôi toang sâu rồi. Ơ, đẹp được này. Sao mà tôi cứ tưởng là tôi toang thì rồng nó kháng phép không mà nhờ. Sao thằng này không lại được mình nhờ. Xiên nó. Rồng ngon không? Risky. Thế là mình cũng không yếu lắm. Ui, bây giờ mà mơ đến nhện 3 thì nghe chừng là hơi khó nhờ. Tẻ tẻ cái đống Demon này ra. Bây giờ cái đội hình của mình nhìn động như là Demon. Chắc éo còn phải tẻ. Đánh kiểu gì cũng burn mana là cái chắc. Cái bóng, ừ thì là cái bóng nhưng mà đép được cũng là đỉnh rồi đấy. Đây thằng này thằng thật này. Tôi cảm giác tôi đép vào thằng đấy mà tôi cảm thấy nó khó tin đấy. Bất tử đâu? À bất tử đây rồi. Sao mà thắng được cái thằng rồng rắn lên mây này đây? Ăn lồn rồi. Thì bọn cá thớt chạy ngay trước mặt nó. Ăn lin rồi. Ê, hóa ra người bạn không muốn phá mình. Người bạn không muốn phá mình. Sợ quá. Người bạn còn ép biết lấy cái gì luôn cơ. Ôi được quỷ thư này ngon thế. Risky rồng. Thì mẹ burn mana ra mình chết thì thôi. Được đấy, lông cũng được đấy. Đéo nó còn kia là bất kịp. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời thế nhở. Đừng nói gì cả. Cảm nhận rồi, đừng nói. Đừng có nói cái gì hết.